Cái thời tiết ở đây nó khá là lạnh các bạn nhé. Mặc dù hiện tại đang là mùa hè mà những cái thành viên trong team của tôi từ tối qua ngủ vẫn phải đắp chăn đông các bạn ạ. Đây các bạn thấy, có thể thấy đây, hiện tại thì những cái sương mù rất là nhiều. Các bạn đứng ở góc này thì nếu như mà chờ được những cái cơn những cái làn sương mù nó tan đi ấy, thì sẽ có những cái lớp, những cái làn mây rất là đẹp. Ok, ở góc này vậy thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau lên tầng 2. Ở trên tầng 2 của cái homestay này này, nó sẽ có đem lại cho bạn khá nhiều cái góc đẹp ấy. Wow, tôi có thể đưa các bạn lên xem là phía trên tầng 2 này có gì nhé. Phòng VIP phòng cho em ơi. Phòng này là view đẹp nhất đấy nhỉ. Chưa dọn đâu đúng không? Đây các bạn này, ở trên tầng 2 homestay này, đứng ở những cái lan can này, có thể phóng tầm mắt ra ngắm mây, ngắm trời, đón cái không khí, cái không gian rất là yên bình ở đây. Đây các bạn có thể thấy. Và phía ngoài theo phía tay tôi chỉ là những cái ngôi làng, những cái các hộ dân của dân tộc và cộng đồng Lolo Đen ở Khuế Con, rất là đẹp. Để nói về cái cộng đồng là dân tộc Lolo Đen ở Khuế Con thì tôi cũng đã có rất là nhiều clip rồi, nói về cái các cái hoạt động, các nghi lễ ở đây khá là nhiều. Thì các bạn có thể vào YouTube gõ cụm từ các nghi lễ của dân tộc Lolo thì chắc chắn là sẽ cho bạn khá là nhiều kết quả. Cụ thể thì tôi có quay mấy cái clip về cái lễ ma khô ấy, của dân tộc Lolo Đen. Đây nha các bạn nhé, đứng ở hành lang này cũng như vậy này, có rất nhiều góc để chill, rất đẹp. Tôi sẽ đi vào phòng xem là mấy anh em trong team của tôi hiện tại có phải đắp chăn bông không các bạn nhé. Này các bạn thấy không, hiện tại nhá, nhiếp ảnh gia Trung Nguyên vẫn là đắp chăn bông này. Cảm giác của bạn như thế nào? Cảm giác gì phần này? Đây, ở phòng này có thể phóng tầm mắt ra ngoài này luôn này các bạn này. Đấy, đây này các bạn này, đây là chủ homestay Khuế Con nhé. Một trong những người rất là yêu thiên nhiên của cái văn hóa Lolo. Anh thấy là ở cái góc quay này này, ở góc ở cái phòng này có nhìn ra phía bên ngoài rất là đẹp. Thì cá nhân em có cảm nhận được như vậy không? Khi mà em, xin chào tất cả quý vị các bạn, khi mà em xây dựng cái homestay này riêng thì em rất là chú trọng đến về phần view. Em muốn kết hợp giữa nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi và với thiên nhiên, kết hợp cùng với tất cả những thứ đó lại với nhau, thì hòa quyện với nhau, tạo cho các bạn khi mà đã ở trên đến cái homestay của mình và cũng như là đặt chân đến làng Khuế Con của xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, sẽ cảm nhận được cái không khí, cái cuộc sống của con người bình dị, và bản thân mình sẽ hòa nhập vào với một cái thiên nhiên mà luôn luôn là tràn đầy sức sống. Và hiện tại như mình đánh giá là ở đây là còn rất là hoang sơ. Cá nhân anh đánh giá là thấy cái Khuế Con ấy thì nó có cái nét văn hóa rất là đặc biệt, rất riêng, không chỉ ở Bảo Lạc mà chỉ cả nước Việt Nam luôn. Tại vì là qua cái tìm hiểu thì trên khắp cả nước Việt Nam mình chỉ có mỗi Bảo Lạc mình có cái cộng đồng dân tộc Lolo Đen, và đến đây rất là nhiều lần rồi. Anh thấy là cái làng cộng đồng Lolo này này có rất là nhiều ngôi nhà, nhưng mà trong đó thì có cái khách du lịch, đặc biệt là du khách người Pháp đến rất là nhiều. Thì em có thể là chia sẻ với mọi người là cái cộng đồng Lolo này tại xóm Khuế Con, có cái làng Khuế Con này có bao nhiêu hộ dân không nhỉ? Dạ, ở làng Khuế Con hiện tại mình
trên làng có 62 hộ dân. Bao nhiêu nhân khẩu anh có biết được không? Khoảng 300 nhân khẩu. À, 300 nhân khẩu. Thì cái chia sẻ một chút nữa là cái vị trí địa lý này, ví dụ từ thị trấn Bảo Lạc đến cái cửa Khon thì với cái cung đường nó quãng khoảng bao nhiêu km, em có thể giới thiệu cho mọi người. Nếu các bạn đi từ cửa Khon đi từ thị trấn Bảo Lạc lên đến làng cửa Khon của mình thì các bạn đi đến quốc lộ, đi theo hướng quốc lộ 34 đi ra Cao Bằng và rơi vào khoảng 9 km, và từ chỗ quốc lộ 34 đó theo một đường giải cấp phối lên trên đến tại làng thì rơi vào khoảng 5 km nữa, tổng là 14 km. Anh thấy cái con đường mà từ quốc lộ 34 lên đây nó còn khá là nhiều gian nan, thì cũng nghe thông tin là sắp tới này cũng chính quyền địa phương các cái tổ chức cũng đã có cái ngân sách để đầu tư lại con đường lên cửa Khon này đúng không? Dạ vâng, cũng được sự qua sự tìm hiểu cũng như được bên chính quyền các cấp cũng tạo điều kiện cho, hiện tại thì cũng có một cái dự án đầu tư làm lại cũng như là mở rộng cái nền đường của đồng bào Lô Lô từ dưới quốc lộ 34 đến lên đến trên làng, và dự tính là trong năm nay hoặc là một thời gian nào đó thích hợp, và hy vọng ở đây là cũng là cái mong ước chung của đồng bào Lô Lô, khi mà các con đường nó thông thương với nhau thì chắc chắn là sự phát triển và cũng như mọi người biết đến làng Lô Lô sẽ được nhiều hơn. Còn là cái hôm vừa rồi cũng nghe một câu chuyện là sắp tới đây bên chỗ cộng đồng Lô Lô là xây dựng ở nhà văn hóa. Dạ. Thì em có thể nói qua về cái nhà văn hóa có gì của cộng đồng Lô Lô này, có cái nét gì đặc trưng? Mô hình của nhà văn hóa thì đã được Đảng và Chính phủ quan tâm, và hiện tại thì bên Bộ Văn hóa làm chủ đầu tư sẽ xây dựng và gìn giữ cũng như là phát triển cái phong tục của đồng bào Lô Lô Đen. Và hiện tại thì theo những gì mà bên chủ đầu tư hiệp định ấy, thì đã sẽ có hai phần xây dựng cơ bản, đó là phần xây dựng về tổng quan của công trình nhà sàn của đồng bào Lô Lô, cảnh quan thiên nhiên, và một phần nữa là đó là phần phi vật thể, là gồm có các điệu múa, bảo tồn các điệu múa cũng như là tìm hiểu về các phong tục tập quán và để giữ gìn. Và hiện tại thì cái bên mảng phi vật thể đã được các anh các chị ở bên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của tỉnh Cao Bằng mình vào nghiên cứu và cũng như là đang cố gắng gìn giữ nó để phát triển. Còn là về cái cộng đồng về cái nhà của cộng đồng Lô Lô thì sắp tới đã sẽ được một quy hoạch một cái rất là gọn và trên một cái diện tích đất rất là lớn để mà làm cái nơi sinh hoạt cộng đồng cũng như là tạo điều kiện đoàn kết cho đồng bào Lô Lô cùng với các dân tộc anh em ở Cao Bằng để tìm hiểu cũng như là phát triển cái phong tục tập quán. Anh đi qua khi mà thực hiện những cái cú bay ấy, flycam nhìn từ trên cao ấy, thấy những cái nếp nhà sàn ở đây cũng rất là đẹp. Thì cái nhà sàn ở đây thì anh thấy là được quy hoạch rất là đẹp. Thì thứ nhất là cái đa phần là những ngôi nhà đều là bốn mái lập mà ngói âm dương nhỉ. Một phần nữa là cái văn hóa Lô Lô này, anh thấy rất là nhiều cái rất là hay này. Ví dụ như năm ngoái cũng đã từng đến đây để khám phá và cái trải nghiệm một cái lễ hội văn hóa Lô Lô ngày cuối năm ngoái thì phải. Thì em có thể giới thiệu là về cái văn hóa Lô Lô này thì hàng năm này có những cái lễ hội gì, có những cái lễ hội gì và có những cái lễ gì đặc sắc thì có thể nói sơ sơ thôi. Đồng bào Lô Lô thì một năm thì có 2-3 lễ hội quan trọng gắn liền với cái tín ngưỡng từ thời trước của ông cha để lại. Thì đồng bào Lô Lô thì có quan trọng nhất là cái đầu năm khi bà cúng thần thổ công, thần thổ địa. Thì khác với phong tục của các dân tộc khác, có thể là vào ngày 3 tháng 3 là có một cái ngày lễ quan trọng và nhất định phải trong cái khoảng thời gian đấy. Và đối với người Lô Lô thì người ta lại có một cái rất là khác biệt là trong cái lễ hội mà cúng thần thổ công thổ địa của người ta thì người ta có cái xem ngày, tức là hàng năm thì có thể là nó không trùng nhau, không trùng lịch, và khi đó thì sẽ trong làng cái lễ hội cái cúng thần thổ công thổ địa đấy thì sẽ giao cho từng chi từng nhà luân phiên nhau làm trong từng năm một. Đó là một trong những cái nhất rất độc đáo. Cái thứ hai là đồng bào Lô Lô thì
gắn liền với nền nông nghiệp, nên là cái có một cái lễ của đồng bào Lô Lô là cái lễ mừng cơm mới. Khi mà mùa màng đã thu hoạch về rồi thì bà con trong làng tụ họp lại với nhau, và cũng là một cái tín ngưỡng để mà bà con xem ngày và để mà chọn ra lấy một cái ngày đẹp nhất để là cảm ơn trời đất, cảm ơn mưa thuận gió hòa để mà bà con có được một vụ mùa và bội thu. Thì đó cũng là một cái lễ hội mà nơi đó mà khi bà con sau một mùa màng làm việc rất là vất vả, có thể tụ họp với nhau và có thể làm những món bánh, rồi là làm những món đồ ăn theo phong tục của đồng bào Lô Lô để mà tạo cái sự đoàn kết của đồng bào với nhau. Ok, một trong những cái thông tin rất hay mà bạn Nghĩa đã chia sẻ, và hy vọng là thông qua cái clip này mọi người hãy đến với cộng đồng Lô Lô, hãy đến với xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc để cùng nhau trải nghiệm và khám phá nhiều nét văn hóa rất là độc đáo, đặc sắc của địa phương này. Một lần nữa cũng xin thay mặt ekip chương trình là cảm ơn các bạn đã dõi theo clip, và mong các bạn hãy tiếp tục đồng hành, đăng ký kênh, chia sẻ clip này để cùng nhau lan tỏa nhiều hơn nữa nhiều cái thông điệp ý nghĩa sâu sắc về cái văn hóa cộng đồng Lô Lô, truyền tải với cộng đồng nhiều hơn nữa. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.